Sully có một ma nam. Sully đang giả vờ không nhìn thấy anh ta. Mỗi khi anh ta chạm vào cô, Sully liền tìm cớ trốn tránh. Nhưng anh ta thật sự rất phiền. Điều duy nhất khiến cô hài lòng chính là anh ta còn có chút ranh giới, nhưng cũng không nhiều. Chết tiệt, không ngờ dù Sully đã đổi nhà rồi mà anh ta vẫn đi theo. Cô chỉ có thể bị ép nuôi một con chó. Nhưng anh trai này lại càng mãnh liệt hơn. Sully có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của anh ta và sự áp bức càng ngày càng gần. Sao cảm thấy có chút mẹ kiếp. Sully bị dọa sợ nhảy lên, muốn chửi nhưng không dám làm hắn ta tức giận. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của anh ta, Sully mới phản ứng lại vấn đề lớn hơn rồi. Cô bị bại lộ rồi. Để tránh những chuyện kỳ quái xảy ra, Sully cứng đầu tiếp tục giả vờ muốn mau rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng anh trai quả nhiên đã phát hiện rồi. Yun khẳng định cô vừa nhìn anh, còn nói vừa hôn cô, chỉ muốn cô xem thử cao răng của anh. Sully thật sự phục rồi, vượt qua người anh ta chạy ra cửa, đến ở nhà bạn thân. Lý do là trong nhà có một con bọ ngựa rất to. Nhưng cũng coi như Sully muốn chuyển nhà, cũng phải trở về nhà thu dọn đồ đạc. Vậy cô phải gặp lại anh ta. Sau đó Sully cẩn thận trở về nhà, lại phát hiện người đàn ông chây lì này thế mà lại đang xem TV. Cô quyết định đánh nhanh thắng nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc cần thiết. Cuối cùng tìm thấy điện thoại trên sofa, còn có anh trai có cao răng. Anh ta cố gắng bày tỏ thiện ý với Sully, nhưng cô chỉ muốn lấy điện thoại mau chóng rời đi. Không ngờ anh ta gấp gáp trực tiếp quỳ xuống trước mặt Sully, nói tuyệt đối không có ý không tôn trọng cô, đồng thời còn bảo đảm sẽ không phạm sai lầm như thế nữa. Hy vọng Sully có thể cho anh một cơ hội. Nói chung là sau này tôi nhất định sẽ không làm chuyện cô ghét nữa. Vì thế hy vọng cô đừng vì tôi mà rời khỏi nhà này. Khoảnh khắc anh ta nói ra những lời này, Sully nghĩ đến quá khứ mà bản thân không muốn nhớ lại. Sau đó cô nói anh ta lại gần, hứa làm việc xong Sully sẽ trở về. Sully thuê phải căn nhà có ma, ở đây có ma quỷ đang cầu xin cô sống cùng anh ta. Sully nói anh nhất định là nằm mơ đi, nhưng anh ta lại kể chuyện bi thương cho cô. Sau khi tôi uống quá nhiều rượu, bị nôn mửa nghẹn chết. Yun vẫn luôn sống một mình, chỉ có ngày chết hôm đó là náo nhiệt nhất. Anh ta có vẻ hòa đồng với mọi người, mới đợi được đến ngày hôm nay. Vì thế anh ta vô cùng mong đợi cuộc sống sống cùng cô. Cho dù không giao lưu, chỉ là yên lặng nhìn Sully cũng được. Nhìn dáng vẻ tủi thân của anh, Sully quyết định cho anh một cơ hội. Tuyệt đối không phải vì cô không có tiền, hơn nữa họ còn có hiệp ước ba trang. Từ đây về sau, anh không thể làm phiền cuộc sống của cô. Đến khi cô đi du học nước ngoài, sẽ rời khỏi đây. Fuck. Đùng một tiếng rõ to, Sully dường như nghe được tiếng Yun hét, nhưng cô không có phản ứng gì. Đợi đến khi Sully lần nữa mở mắt, liền thấy con ma ngốc này hình như đang lo lắng cho cô. Anh muốn đỡ Sully dậy, nhưng căn bản không chạm được vào cô. Cuối cùng vẫn là bạn thân đến giúp Sully băng bó vết thương. Lúc này cô nhìn thấy nụ cười của anh có chút miễn cưỡng. Cuộc sống chung của họ chính thức bắt đầu. Vừa bắt đầu, Sully vẫn đối với anh vô cùng bài xích. Lúc cảnh cáo anh không được làm chuyện kỳ lạ, nhưng anh ta biểu hiện rất tốt. Cô không chịu được chuẩn bị cho anh một hộp đồ hộp, làm quà khen thưởng anh lo lắng cho Sully. Nhìn anh có vẻ rất vui, còn chủ động giúp Sully dịch công việc, thật sự giúp rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên đèn tắt rồi, không chỉ ở nhà Sully, mà toàn bộ tiểu khu đều chìm vào bóng tối. Đồng thời trong nhà bếp phát ra tiếng động lớn, dọa cô hoảng loạn tìm điện thoại. Nhưng càng gấp Sully càng mò không được, không biết trong nhà có ai khác vào không. Sully không dám phát ra tiếng động nào. Yun cảm nhận được sự hoảng loạn của cô, sau đó chủ động đi xuống cầu thang kiểm tra, xác định tầng không có người, cô cuối cùng mới yên tâm. Đêm nay anh vô cùng lắm mồm, nhưng tiếng lải nhải này ngược lại khiến Sully an tâm trở lại. Cũng là đêm cô ngủ thoải mái nhất, bởi vì Sully cảm thấy Yun sẽ không biến thành bộ dạng đó. Cô đang sống cùng ma nam, anh ta rất ti tiện, luôn luôn thích dính lấy Sully như keo con chó. Anh cũng rất yếu đuối, khi không giúp được Sully sẽ vô cùng buồn bã, nhưng Sully vẫn như cũ không muốn có quan hệ gì với ma nam. Cô nói anh, chính vì có thể nhìn thấy ma, lúc nhỏ bất luận là ma quỷ hay là người thân trên đời của họ luôn muốn cô giúp họ đoàn tụ. Cuối cùng mang phiền phức đến cho gia đình mình không nói, cũng không thực hiện được mong muốn của đám ma quỷ. Bi kịch của họ không phải do Sully gây ra. Áp lực này khiến cô cảm thấy vừa ngán ngẩm vừa nghẹt thở. Là ma quỷ khiến cô có tính cách và cuộc sống cô độc như hôm nay. Nhưng Sully cũng không bất kỳ người nào đến hiểu cô. Sau khi nghe lời Sully nói, Yun nói xin lỗi với cô, sau đó hoàn toàn biến mất trong căn nhà. Sau đó cuộc sống của Sully cuối cùng cũng hồi phục yên bình trở lại. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Nhớ đến bạn trai cũ đã từng nói, Sully là người khi gặp vấn đề chỉ biết bỏ chạy. Xem ra cô thật sự là người như thế, chỉ quan tâm đến vết thương của mình, gắng gượng ở bên anh ấy. Sully quyết định nói lời xin lỗi với Yun, thử gọi tên Yun, mới biết anh vẫn luôn dõi theo cô. Mặt đỏ lên biểu thị sự tôn trọng, nhớ đêm qua anh với bộ dạng đó xuất hiện trước mặt Sully. Lúc nhìn thấy cô buồn, thế mà lại nói xin lỗi cô trước, còn cẩn thận nghiêm túc hỏi Sully, làm thế nào mới có thể khiến cô dễ chấp nhận một chút. Nhưng lại khiến Sully càng buồn hơn,
thật sự chỉ là một con ma lươn lẹo. Sau đó Julie hạ quyết tâm sống hòa hợp với anh, thấy anh xấu hổ lau tay, muốn bắt tay với cô bảo đảm, còn rất muốn cô gọi tên anh. Julie cười anh biết rõ chạm không được, mà vẫn muốn làm chuyện ấu trĩ thế này, nhưng vẫn như cũ làm theo. Có thể nhìn ra anh ta rất vui, cười như một tên ngốc, nhưng tên anh giống như một phép thuật. Sau này cô mỗi ngày đều gọi tên anh, liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô gọi tôi, hớ, ngày hôm nay anh bất ngờ hỏi Julie thấy anh thế nào. Cô dùng điện thoại chụp nhưng không được cái vẹo gì, chỉ có thể dùng miệng hình dung cho anh. Sau đó anh liền đỏ mặt rồi, Julie muốn vẽ cho anh một bức, nhưng ngón tay lại không chịu nghe lời. Nhìn anh cười vui vẻ như vậy, cô nghĩ ra một cách, chính là vẽ lại cho anh. Julie thật sự là một thiên tài. Thành công vẽ được, nhưng sau khi anh nhìn kiệt tác của Julie, vẫn hỏi cô cảm thấy anh thế nào. Julie lúc này mới biết, anh muốn biết cách nhìn của cô về anh, có thể thế nào nữa. Rất tốt mà, Julie đã yêu một con ma rồi, rõ ràng biết không thể tiếp xúc được, nhưng vẫn không thể tách rời. Anh nói anh vốn dĩ đến thế giới này, sau đó rời khỏi thế giới này, chính là vì để gặp được cô. Nhưng Julie theo kế hoạch một năm sau đi du học, không thể tiếp tục ở đây nữa. Cô không biết cô có muốn vì một con ma, mà làm loạn kế hoạch cuộc sống của mình không? Hoặc là thoát khỏi những xiềng xích, cùng anh mãi mãi sống bên nhau. Anh dùng sự biến mất để uy hiếp Julie không được làm như thế. Còn muốn cô thử hẹn hò với con người, khiến Julie vô cùng tức giận. Nhưng đồng thời anh cũng khiến cô rất đau lòng. Anh biết Julie sẽ lo lắng anh biến mất không gặp được nữa, vì thế vẫn luôn chờ ở nơi mà cô thấy được. Julie quyết định sống tốt cùng nhau mỗi ngày. Cuối cùng có một ngày, Julie có thể chạm được anh ấy rồi. Cô không tin được nhéo má anh, không tin được ôm anh, không tin được có thể hôn anh. Nhưng chớp mắt phát hiện đây chỉ là một giấc mơ. Julie không cam lòng, cố gắng chạm vào anh, dùng toàn lực cùng Yun cảm nhận lẫn nhau. Nhưng chàng trai này luôn ngại ngùng chạy đi, bởi vì có thể nhìn thấy ma quỷ. Julie đơn độc cả một đời, nhưng bây giờ cô vì có thể thấy được Yun mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cuộc đời giống như đường parabol, niềm vui luôn luôn nhanh chóng rời đi. Yun của cô đột nhiên biến mất trước mặt cô, cho dù Julie gọi thế nào cũng không tìm được hồi âm gì. Sau đó anh lại bất ngờ xuất hiện, nói anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ là Julie không nhìn thấy anh, cũng không nghe được. Julie quyết định đi tìm bà Đồng hỏi. Bà Đồng nói ma quỷ ở lại nhân gian không nhiều không ít đúng 3 năm sẽ hoàn toàn biến mất âm thanh và hình dáng. Nói cô có muốn ràng buộc linh hồn để anh ấy sống tiếp. Vậy theo lời bà Đồng nói, Yun còn 20 ngày nữa liền rời xa cô. Hơn nữa từ đó về sau, thời gian Yun biến mất càng ngày càng nhiều. Julie cố gắng không ồn ào không buồn, như lúc anh ở bên cạnh cô, không ngừng tự nói với mình, anh có lúc sẽ xuất hiện tiếp lời cô. Thế là cô liền vui vẻ. Ngày này anh giống như cũ che mắt Julie lại, cùng Julie ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng thân ảnh của anh cũng giống như tuyết trên tay cô, biến mất không thấy. Có thể thấy cô đáng thương. Bà Đồng hôm nay nói với cô có thể chạm vào anh lúc Yun rời đi, nhưng cô phải có kỷ vật của Yun. Sau đó cô vô cùng lo lắng đến lễ đường, được cho biết là lễ vật của Yun đang được chuyển đến lò thiêu rác. Cô tận mắt chứng kiến kỷ vật của Yun cháy trong lò lửa, liền không cần mạng nữa mà đưa tay ra, sau đó bị quản lý kéo ra ngoài. Vẫn may khung ảnh được cô lấy ra ngoài, nhưng bức ảnh đã bị thiêu hủy rồi. Không biết những thứ này có giúp được cô chạm vào anh hay không. Em rất nhớ anh, muốn nghe anh nói, muốn cảm nhận được sự tồn tại của anh. Không có ai có thể chuẩn bị sẵn lời từ biệt. Ngày giỗ hôm đó, Julie trang điểm thật đẹp, nhưng vẫn luôn không tìm được quần áo vừa ý. Lúc này Yun đột nhiên xuất hiện, nói cô bây giờ rất xinh đẹp, vô cùng hạnh phúc sáng sớm đã có thể nhìn thấy Yun. Julie nắm lấy tay anh, hy vọng anh có thể ở giây cuối cùng để lại vết tích trên người cô, cho dù lướt qua Julie một chút cũng được rồi, làm món quà ly biệt tặng cô. Nhưng lúc họ đang chuẩn bị từ biệt nhau, Yun lại biết mất rồi. Julie buồn bã không thể kiềm chế được, không biết hôm nay có thể còn thấy được Yun hay không. Mãi đến đêm khuya, cô cũng không nghe giọng của Yun nữa, chỉ còn Julie ôm kỷ vật của Yun, nhớ đến đã từng cùng anh làm đủ chuyện. Cô biết Yun có thể nhìn thấy cô, Julie muốn anh ấy yên tâm rời đi. Em không sao đâu, sau đó bị trượt chân ngã xuống. Nhưng lần này cô một chút cũng không muốn nhà bị, thậm chí nghĩ đến ngã chết càng tốt. Nhưng chính lúc này Julie nhìn thấy Yun lo lắng, anh gấp gáp muốn giữ lấy cô, nhưng lần này anh bắt được rồi. Yun ôm Julie giống như dự tính, là mềm mại ấm áp thế này ư, còn tốt hơn tưởng tượng, tốt đến mức không nói nên lời. Julie, anh nghĩ ra anh muốn nói gì với em rồi, cảm ơn em. Yun, cảm ơn anh, tạm biệt nhé.